Dương xin chào cô, chú, bác, anh chị gần xa đã quay trở lại với kênh của Dương. Hiện tại Dương đang đứng trước cái giường của Dương đây nè. Trời ơi mọi người ơi, kể từ khi cái video kia của Dương á, mấy tuần rồi Dương đã quay rồi đó, thì mọi người đã thấy được cái giàn nho của Dương nó rất là nhiều trái và rất là ngon nha mọi người. Thì hôm nay Dương chỉ sau cái video đó thì 1-2 tuần cái Dương quay trở lại thì mọi việc nó đã khác hơn và nó hả nhiều hơn và phát triển trội kinh khủng lắm mọi người ơi. Trời nhìn mê lắm mọi người. Tại vì nó phát triển quá trời phát triển, mình thấy mà mình hết hồn á. Và bây giờ là Dương sẽ cho mọi người coi tận mắt chứng kiến nha. Quá trời đã luôn. Đây là cô chú bác anh chị ơi. Vô đây coi nè, trời cái vườn nho của Dương năm nay nó rất là ngon, nó rất là tốt luôn. Dương à. Dương có mua bọc á mọi người. Dương sợ giống như năm ngoái nó ra trái như vậy nè. Mọi người có thể thấy nè. Trời ơi chùm lủng lẳng luôn. Dương thường thường á, Dương mấy cái trái nhỏ nhỏ vậy nè, Dương sẽ bỏ á, mình lẫy mình bỏ và đi bớt đi. Đạt mọi người, để cho cái trái bự nó phát triển á mọi người. Thì Dương đã bọc được một mớ, đây là Dương bỏ vô trong bọc nè mọi người, để nó giống như mình làm organic á, để cho nó đừng có con sâu con bớt gì vậy nó vô á, mọi người có thể thấy. Mà nó nhiều quá mọi người ơi. Dương bọc đây là Dương 100 bọc rồi đó, thì Dương mới mua thêm mấy trăm bọc nữa để Dương bọc cho cái nho này. Nó ra chùm luôn nè mẹ. Mọi người ơi. Trời ơi mẹ ơi. Nó quá trời trái luôn. Coi nè, mà mình đâu có thời gian đâu mình làm nhiều. Dương bỏ hết mấy cái trái nhỏ nhỏ vậy nè để cho nó lớn lên. Nè mọi người. Đây, ở bên kia nó đang làm điện với lấy rác cho nên nó hơi ồn một tí xíu, âm thanh nó không được tốt cho lắm. Cho nên Dương sẽ đi vô sau đây cho mọi người thấy. Dương có mua mấy trái này nè để nó diệt đi mấy con bớt á mọi người. Mọi người có thể thấy nè, nho ở mọi nơi luôn nha, không phải Dương nó xạo đâu mà nho ở mọi nơi luôn rồi. Mọi người nhìn có thể thấy là cái vườn nho của Dương nó rất là chất lượng năm nay luôn. Bởi vậy Dương ráng mà Dương giữ á mọi người. Năm ngoái là nó cũng như vậy nhưng mà hả không có ăn được nhiều, tại vì có mấy con rầy hay con bớt gì đó nó làm hư hết trơn. Cho nên năm nay Dương rút kinh nghiệm là Dương sẽ dán mấy cái trái bo như vậy để con ruồi con mũi gì hay là con gì đó nó đậu vô trong đó. Còn sau đó Dương sẽ bọc bằng mấy cái bọc vô. Mọi người có thể thấy là cái vườn nho của Dương nó rất là chất lượng luôn. Mấy cái lá vàng ú úa là mấy cái lá năm ngoái cũ á mọi người, mình chưa có lấy ra, thì năm nay chưa có dọn dẹp xong thì nó ra rồi nè. Không có thời gian mọi người ơi, ở Mỹ mà không có thời gian. Đó, Dương có thể Dương bọc từng trái mọi người thấy không, từng chùm vậy nè, mà bọc biết bao nhiêu cho đủ. Dương chỉ bọc những cái hay nào đó thôi chứ nè, mọi người có thể thấy nè thấy không, từng chùm giống như ở Việt Nam mình bọc nhãn vậy đó. Nhưng mà làm sao mà bọc hết được mọi người, cái cây nho nó quá trời trái nè mọi người thấy không, cứ 2-3 mm là 2-3 cm là nó có. Mọi người thấy không? Trời ơi nó quá trời nhiều luôn. Thì mình bọc được cái nào mình bọc thôi chứ làm sao mà bọc hết được. Quá trời luôn ở đây cây nho với Dương nè. Trời nhìn mê quá mọi người ha. Trời ơi có mấy? Có 2 tuần chứ nhiều. Trời ơi mà trở lại cái cây nho của Dương nè. Nó quá trời trái luôn. Dương không có nói qua, Dương không có nói xạo đây nè. Trời ơi chùm trái à. Mê tít thò lò luôn nha mọi người. Chỗ nào cũng có hết trơn á, nguyên một vàng luôn. Đã đời luôn á. Bởi vì Dương phải giữ năm nay, Dương phải chịu khó Dương bọc. Mà chưa có bọc được nhiêu hết á. Mê ly ha mọi người ha. Nhìn chất lượng trời nhìn mắt lòng mắt dạ luôn á. Đây nữa nè. Mọi người thấy có một khu ngay chỗ này thôi mà nó gần 10 chùm. Mọi người thấy không? 10 chùm luôn. Quá trời quá đất luôn. Rồi bây giờ thôi mình sẽ đi ra ngay cái cây đậu que. Thì đây là cây nho. Bây giờ Dương sẽ cho mọi người, mình dẫn mọi người đi ra ngay cái cây đậu que nha mọi người. Trời năm nay Dương mới, bây giờ ở bên đây thời tiết nó hơi nghịch mùa một tí xíu, nó tùm lum hết. Cho nên nó không có giống như mọi năm là
cây cối đồ nó không có phát triển giống như mọi năm. Chứ mọi năm mà giờ này là Dương đã có rau muống ăn rồi nè, Dương có đậu que hay là có tất cả mọi thứ ăn rồi. Còn bây giờ nó chỉ mới bắt đầu thôi mọi người. Tại vì cái thời tiết nó lạnh, nó nóng, cây cối rồi nó khựng lại hết trơn. Nó không có không tốt như lúc trước. À bây giờ tới cây đậu que, đậu be ba màu của Dương. Ten ten. Đậu que ba màu của Dương à, bắt đầu thu hoạch được rồi. Hồi kỳ trước thì nó ra nhỏ nè, mọi người thấy hoa quá trời hoa không mọi người? Là nó đậu dữ lắm luôn á. Cây này là cây đậu trắng nè, cây đậu que trắng nè. Đây. Nè mọi người, trời ơi bây giờ là mấy cái trái nó bự luôn rồi nè mọi người. Đây là cây đậu que tím nè mọi người. Cả nhà ơi nhìn mê không? Đây là cây đậu que tím. Đây, cây đậu que tím. Trời ơi. Quá trời quá đất luôn nè mọi người. Trời nó xà xuống luôn nè. Rồi cái này là phải cho nó treo vàng luôn quá. Rồi cái đậu tím nè, bây giờ mấy cây trái này là Dương hái được rồi. Để Dương hái nha. Nè. Mọi người thấy chưa? Trời ơi, cái này chắc là hái được một rổ luôn á. Trời nó xà xuống dưới đất luôn nè. Nè mọi người. Đây. Wow, đây là đậu que tím. Dương trồng đậu que ba màu. Thì cái đậu que này là đậu que tím. Còn đậu que này là đậu. Đậu que này là đậu que trắng nè, rồi đậu que xanh nữa thì là ba màu á mọi người. À, quá trời hoa luôn mọi người. Ô mà cây đậu que tím này thì nó phát triển nhiều hơn nha. Nó phát triển nhanh hơn mấy cái đậu que kia đây nè. Dương thấy nè, cái đậu que tím nhiều hơn nè mọi người. Đó, trời ơi mê chưa? Chùm luôn. Nè. Ôi ôi lủng lẳng vàng luôn. Ô đậu que tím này nó wow, oh my gosh. Wow, they have too many. Nhiều quá mọi người ơi. Rất là nhiều luôn cái này nè. Ôi, màu tím là thu hoạch được rồi. Ôi mọi người nhìn nè, trời cái trái nó nhìn khiếp đảm anh hùng luôn á. Coi nè. Quá trời quá đất luôn. Ôi cái này là hái được một rổ, chiều nay xào với thịt bò ăn là được, ngon lành luôn. Organic nha mọi người. Dương trồng là đã luôn đây nè. Trời ơi trái nó quá trời trái luôn. Rồi đây là đậu que xanh. Đậu que, đây đậu que vàng nè mọi người. Dữ ác không, bây giờ mới thấy đậu que vàng nè mọi người. Nè, mấy trái đậu que vàng rồi nè. Đây là đậu que vàng. Đây là cái giống đậu que vàng nha mọi người. Còn đây là cái giống đậu que xanh của mình thường nè. Đây, trời ơi cũng nhiều lắm nha mọi người. Quá trời quá đất luôn rồi. Ui da, nó bự quá trời bự luôn rồi. Trời ơi, nó phát triển kinh khủng. Không thể tưởng tượng nổi luôn á. Rồi nó phát triển quá trời phát triển. Trời ơi, lâu lắm rồi. Mà nó phát triển vậy nè. Ô cái này để Dương để giống. Cái nào nó bự quá, Dương để giống lại. Trời ơi, nó nhiều nè mọi người. Ôi ôi, nó ú nù luôn. Nè Dương hái nè. Ở này là đậu que vàng. Ba màu, đúng ba màu nha mọi người. Dương dẫn mọi người đi dạo một vòng xung quanh cái vườn đậu que rồi Dương mới bắt đầu Dương hái. Trời ơi nhìn mê quá mọi người ơi, mọi người ơi. Ôi ôi coi nè, một cây mà gần coi bao nhiêu trái? 2 4 6 8 10 12 14 trái nha mọi người. Một cây đậu que này 14 trái, coi cây này cũng vậy là 2 4 6, 8, 10, 14 luôn nha mọi người. Ô nó có mấy con bồ kẹp nè, mấy con này là nó ăn lá, nó làm hư cái cây hết. Dương phải lấy cái gì Dương xịt nó mới được, Dương spray nó. Trời ơi, coi nè mọi người ơi, nó xà xuống đó. Coi nè, cái này thay vì người ta phải trồng ra để người ta lấy cái vàng cho nó trèo lên đó, nhưng mà cái cây này Dương thấy nó đâu không chắc không trèo đâu. Từ đó giờ Dương thấy cái cây đậu này nó đâu có trèo. Ồ Dương hái được nè. Trời mê quá trời mê luôn mọi người ơi. Trời nó ngã nè. Gió mưa chết cha nó gãy luôn rồi. Chết cha. Ồ nó bị con gì ăn chứ không phải tại Dương. Đây nè. Đây đây, nó bị con gì ăn chứ không phải tại Dương. Đây con gì nó ăn đứt đoạn luôn rồi. Đứt cái ngọn luôn rồi, không phải tại Dương. Để Dương cắm nó xuống coi nó mọc lại không, không biết. Nó ăn đứt cái đó luôn rồi. Đây nè mọi người.
Trời đất ơi, quá trời quá đất luôn rồi cả nhà ơi. Trời, nó nằm la liệt xuống dưới đất đây luôn rồi. Quá trời quá đất rồi nè. Đây nè mọi người, không dám đụng luôn á. Mong manh, trời ơi đây nè, mong manh dễ vỡ, sợ đụng cái là ăn cho hết luôn á. Đụng cái đó, nó gãy, gãy rồi cái ở trong nhà nó, trời ơi, đi ra đây quậy á. Là thấy bà nội luôn á. Nước sông rửa không sạch luôn á. Mình quay đẹp quá mọi người ơi. Thôi nè, ôi là trời, quá trời nhiều luôn. Người có thể thấy là cái đầu que nó bạc ngàn. Dương đi vòng vòng nãy giờ cũng được gần 7-8 trái rồi nè. Này Dương hái, Dương để đây à, nghỉ ra quay thôi. Hồi ôi cái đậu của Dương mọi người ơi, đã quá trời đã luôn. Ờ cái này là chỉ có hả ăn uống mùa này là hả đồ ăn Dương à, không có đi mua ba cái rau củ quả nhiều mùa này nè. Đây nó cũng xanh xanh nè mọi người, đó cái này đỏ, cái này xanh. Thấy mọi người thấy nó lên nè, nhỏ tí tí nè, cái này vàng. Trời ơi, vô đây cũng là nguyên cái da, nguyên cái thửa này của Dương chắc cũng được 2-3 ký đậu que à. Nhiều lắm à, mà tại một cây tới 14-15 trái lận. Đây, nó đây là mọi người. Hà Dương, ở đây là Dương thu hoạch ở bên đây rồi đúng không? Thì khoảng cần 2 tuần sau là bên đây là nó bắt đầu nó có nữa nè. Là chuẩn bị, là nó chuẩn bị hái bên kia xong quanh đây là nó sẽ được hái nữa. Còn rừng rậm Amazon này ở nhà để đó để lấy hoa, lấy hạt giống gì đó cho nó nằm đó đi. Quá trời như cái rừng rậm Amazon luôn. Ba cái rau thì là xà lách đồ ăn đâu có kịp đâu mọi người. Trồng vui thì thôi chứ ăn đâu có kịp. Trời ơi, rau củ quả ăn đâu có kịp. Bởi nó lên quá trời luôn mọi người thấy nè. Nó lên nè. Còn đây là một thửa đậu que nữa nè mọi người. Đó, thì trồng ở cách nhau khoảng chừng 2 tuần. Mỗi thửa cách nhau 2 tuần vậy thì mình sẽ có mình ăn hoài luôn, ăn có đậu que ăn hoài luôn. Nè mọi người ơi, trời sao nửa tiếng đồng hồ Dương hì hài hụi Dương hái được một thao đậu luôn nè mọi người. Trời ơi, nhìn mê không? Đủ loại luôn, nào là vàng nè, nào là tím nè, nào là xanh nè. Trời ơi, nhìn ngon lành luôn á, nửa tiếng đồng hồ á mọi người. Trời ơi, ngon lành cành đào luôn á, không nghĩ là nó nhiều như vậy mà ai nghe nó nhiều quá trời luôn á. Nó còn một đống nữa mà chưa có hái xong á. Là Dương hái mới có nhiêu đây à. Trời ơi mà quá trời luôn nè mọi người. Trời ơi ăn à, mát còn mát dạ luôn, ngon lắm luôn. Trời ơi, organic không à. Trời ơi, đây là niềm vui nhỏ nhoi á. Niềm vui nhỏ nhoi mỗi khi mà mình trồng xong mà mình thu hoạch thành quả đó mọi người. Trời đây nè, nửa tiếng đồng hồ thì hài hụi để mình nhổ được, mình cắt được một đống ở đây nè. Mà giờ nó đầy quá trời. Còn mấy cái này là Dương để giống lại nè. Mấy cái này nè là Dương để giống lại. Nó bự quá trời bự rồi. Dương để giống lại. Dương đang để giống lại thôi. Chứ nó bự quá. Hái làm chi ăn nó cũng đâu có, nó còn đâu có ngon. Già rồi. Thì còn mấy cái này nó còn non quá. Cái mấy cái này nó còn non quá mọi người ơi. Cho nên để lại. Dương để lại. Mai mốt hái tiếp. Vui quá mọi người. Đây là Dương chia sẻ cho cái vườn đậu, thu hoạch vườn đậu của Dương nè. À, mai mốt Dương sẽ cập nhật tiếp nha. Còn đây là cái cây nho thứ hai của Dương, nó ở kế bên góc nhà của Dương. Cây này thì Dương cho nó lên một cái gốc cây chết đó mọi người, cho nó bò lên gốc cây chết thì cái này nhìn nó tùm hơn, nó không có thành vàng. Nó sẽ như một cái trụ vậy đó. Mình làm một cái trụ rồi cho nó lên rất là nhiều trái nha mọi người. Dương cũng mới bọc được có tí xíu ở dưới này à. Mọi người thấy nè. Dương có bọc được con tí xíu dưới này à. Bây giờ có bọc về rồi, bây giờ là Dương sẽ bọc tiếp. Thì hôm nay Dương sẽ khoe mọi người hai cây thôi, là cây nho với là cây đậu. Tại vì hai cây này nó đang phát triển rất là tốt. Mọi người thấy nè. Quá trời luôn, Dương bọc á. Nguyên một nhánh vậy nè, Dương bọc về để cho nó đừng có mấy con bớt nào ăn mà còn cái mấy cái đó nữa. Bây giờ Dương vô Dương lấy bọc, Dương bọc tiếp. Thì hôm nay Dương cái video này Dương sẽ quay cho mọi người chỉ hai thứ thôi, đó là nho và cây đậu. Dương khoe mọi người thôi. Trời Dương rất là vui luôn á, nhưng nhìn nó mà không ngờ nó phát triển lẹ như vậy á mọi người.
có vườn nhà lâu lâu mình đi ra đi vô hoài, gặp hoài á, mình không có để ý, mình tại vì mình ra mình vô mình thăm chừng nó hoài á, rồi tự nhiên một ngày á tự nhiên đi ra là thấy nó quá trời luôn, mọi người thấy mọi người hết hồn á, trời nó lắm như mấy đứa em bé vậy, nó nuôi trời nó lớn nhanh như thổi vậy đó mọi người ơi, quá trời mê luôn ha cả nhà. À vàng nho có dương nè, bây giờ phải lấy lên bọc, trời ơi nó tùm lum tùm la hết trơn, quá trời luôn đây nè, phải bọc lại hết. Năm nay là có để thu hoạch nho, năm ngoái không có thu hoạch được, năm nay Dương sẽ thu hoạch nho, quá trời luôn, u là trời, kinh khủng khiếp, đã lắm. Cái nho này nho ngon lắm, cái nho này giống như là nho làm rượu vậy á mọi người, nó ăn á, nó nho này làm rượu cũng rất là ngon. Nho này mình ăn á, mình cắn á là cái vỏ ở ngoài nó nhảy cái chuột như trong, là nguyên một cái ruột ở trong á, nó có hột nhưng mà nguyên một cái ruột ở trong nó rất là ngọt. Cái vỏ thì nó chua, nhưng nó chua nhưng mà cái ruột ở trong này rất là ngọt. Cái này ăn giống như ăn cái trứng cá đó, mình cắn một cái bụp một cái là cái ruột ở trong nó chạy vô trong miệng mình, còn cái vỏ thì mình nhả ra. Nếu mà ai ăn chua được thì ăn nguyên cái. Vậy thôi, Dương xin chào cả nhà ở đây nha. Dương hẹn mọi người ở cái video kế tiếp nha. Nhớ đón theo dõi nha, để xem coi cái khu vườn của Dương sẽ có những gì trong năm nay. Thì bây giờ Dương mới bật mí là có hai loại thôi, đó là nho và đậu que. Đậu que thì đậu que ba màu, xanh đỏ, xanh tím và màu vàng. Còn cái cây vườn nho của Dương thì mọi người cũng đã biết, nó rất là nhiều ở đâu trong đó đó, rất là nhiều trái luôn mà nó chùm. Thì mình sẽ coi kế tiếp cái video của Dương sẽ là những cái thứ gì nha mọi người. Chào tạm biệt. Nếu mọi người thương Dương, mọi người thích cái kênh của Dương thì vui lòng là nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái video mới nhất của Dương, và cái kênh của Dương sẽ phát triển hơn nữa nha mọi người. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.